Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là hai con cái xin, một con anh gút. Đây đứng trước mặt bạn là cái xin các bạn. Con cái xin này mẫu Bombay các bạn. Rúng yếm nè. Rúng yếm nghiêm chỉnh các bạn. Cái xin mẫu Bombay, con này cao 1m16 bo các bạn. Cao 1m16 bo, mẫu Bombay, chân móng hoạt hiện các bạn. Chân móng các bạn không? Hoạt hiện đều là móng sò hết các bạn. Rúng nè, yếm nghiêm chỉnh, không lan giá các bạn, cao 1m16 bo, giá là 23 triệu các bạn, giá 23 triệu, mẫu Bombay, sải tích nghiêm chỉnh nha các bạn, sải tích nghiêm chỉnh, cái dòng bò mà mẫu Bombay này sau này mát sữa dữ lắm các bạn, cao 1m16 bo, đó, quà nè các bạn không, quà đen chạy đuôi cũng chà bá các bạn, lưng thẳng băng, sải mặt nè. Sẽ mặt xe lưng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Chân móng thì hoàn thiện. Mẫu Bombay giá 23 triệu cao 1m16 bò. Giá 23 triệu cao 1m16 bò nha các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Đây là con anh gút các bạn. Anh gút đầu trụi. Anh gút đầu đít bằng y các bạn. Rúng nè. Nghiêm chỉnh các bạn. Chân móng nè. Móng sò hoàn thiện các bạn. Con gút này cao 1m2 bò các bạn, lưng thẳng băng, đòn dài. Cái anh gút này cao 1m2 bò, giá 25 triệu các bạn, giá 25 triệu, chân móng nè, hoàn thiện các bạn. Đây, dàn chân móng nè, móng sò hết các bạn, có rúng nha. Lưng thẳng băng, giá 25 triệu các bạn, cao 1m2 bò, giá 25 triệu, cao 1m2 bò các bạn. Ở cái đầu chà bá, cái đầu như cái húng luôn các bạn. Cái dòng anh gút này nó mát sữa dữ lắm các bạn. Sau này nó đẻ con ra nó mát sữa các bạn, nuôi con rất là giỏi nha. Giá là 25 triệu. Cao 1m2 bò. Anh em nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn, trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, đầu to, lưng thẳng, đòn dài, chân móng thì hoàn thiện. Rúng vú rồi là nghiêm chỉnh đó các bạn. Đúng vú và nghiêm chỉnh. Anh gút chân móng với móng sò các bạn. Đây móng sò. Cao 1m2 bò, giá 25 triệu các bạn. Cao 1m2 bò giá 25 triệu. Còn con này con cái xin này các bạn. Cái xin này cao 1m17 bò các bạn. Rúng nè, chân móng sò các bạn, hoàn thiện nè. Đó heo không lăn giá, con này sau này các bạn nuôi lên cái mẫu đẹp đó các bạn, mẫu tăng độ. Lớn xương các bạn. Con này sau này cao vàng dài đòn các bạn. Cao vàng dài đòn. Cái xin này cao 1m17 bò các bạn. Cao 1m17 bò. Giá là 24 triệu các bạn. Giá 24 triệu. Rúng đó. Yếm đồ nghiêm chỉnh các bạn. Rúng dài yếm dày các bạn không. Chân bóng nè. Bóng sò hoàn thiện hết các bạn. Cao 1m17 bò, giá 24 triệu gu bạc nè các bạn không. Sải tích nghiêm chỉnh các bạn, không lan giá. Con này sau này các bạn mua lên cái mẫu đẹp cho các bạn. Mẫu bò đẹp. Chân bóng thì hoàn thiện nè các bạn. Gu bạc. Súng yếm nghiêm chỉnh các bạn. Sải tích đúng. Chân bóng nó hoàn thiện hết các bạn. Giá 24 triệu các bạn, giá 24 triệu. Xe mặt nè, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, xe mặt xe lưng đồ là nghiêm chỉnh hết, giá 24 triệu cao 1m17 bò, đó hay cái rúng các bạn không, cái rúng dài cực kỳ các bạn, rúng yếm nghiêm chỉnh, chân bóng nè, móng sò hoàn thiện hết các bạn, móng sò hoàn thiện hết, đòn dài lớn xương, sái tích nghiêm chỉnh, chân móng thì hoàn thiện các bạn. Con này sau này các bạn nuôi lên cái mẫu bò là mẫu bò đẹp đó các bạn. Cái dàn yếm thấy cực kỳ các bạn, dàn yếm dàn rúng, cao 1m17 bò, giá 24 triệu các bạn. Còn mẫu Bombay các bạn, mẫu Bombay thì cao 1m16 bò, giá 23 triệu các bạn. Ba con này đều là bò tơ hết nha các bạn, đều là bò tơ hết, chân móng hoàn thiện nè, cao 1m16 bò, giá 23 triệu.
Đó. Con này thì đừng có tả tới các bạn, cái lưng một lưng luôn các bạn. Rúng yếm thì nghiêm chỉnh hết, sái tích đúng, không lan giá. Giá 23 triệu, cao mét 16 bò. Đó, rúng dài nè, yếm yếm dày nè, đòn có đòn nha các bạn, gu bật nè, chân móng thì hoàn. Chân móng thì hoàn thiện các bạn. Chạy đu chà bá luôn các bạn thấy không? Chạy đu chà bá luôn. Đó, giá là 23 triệu, cao mét 16 bò. Đó, qua đèn khui nè các bạn không? Sái lưng nè, sái mặt nè, nghiêm chỉnh hết các bạn. Giá 23 triệu, cao mét 16 bò, chân móng hoàn thiện đều là móng sò hết các bạn. Đó, anh em nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Còn anh Good này thì chủ báo giá là 25 triệu nè các bạn, cao 1m2 bò. Rúng đồ nghiêm chỉnh hết, chân móng thì hoàn thiện. Cái dòng này các bạn nuôi nó đẻ một lứa là mát sữa dữ lắm các bạn, nuôi con rất là giỏi, dòng anh Good đó các bạn. Đó, nuôi con rất là giỏi. Giá 25 triệu cao 1m2 bò. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Mình xin được báo giá lại là con anh Good chủ báo giá là 25 triệu cao 1m2 bò. Còn xin mẫu Bombay 23 triệu cao 1m16 bò. Đó, còn con xin đỏ là 24 triệu cao 1m17 bò. Đây xin đỏ nè các bạn. Đó, cao 1m17 giá 24 triệu các bạn. Giá 24 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.